Xin chào các bạn, sau khi đã hoàn thành xong bài đánh giá cả Galaxy S5 và Xperia Z2, hôm nay mình sẽ gửi bạn bài so sánh chi tiết giữa hai sản phẩm này. Chúng ta phần đầu tiên sẽ nói về thiết kế, màn hình và hiệu năng, và sẽ có phần 2 là sẽ nói về những phần mềm, tính năng cũng như là các cái điều đặc biệt về camera, thời lượng pin. Về thiết kế của hai sản phẩm này, mọi người đã thấy là Galaxy S5 là một trong những chiếc máy mà mình đã nói trong video đánh giá là sử dụng trong tay rất là dễ chịu, thoải mái. S5 thì mặt lưng này chúng ta sẽ bỏ qua việc là xấu hay đẹp, mà nó đem lại mình cái sự tiện dụng rất là tuyệt vời. Mặt lưng nó bám tay cũng như là không bám mồ hôi, và chúng ta cầm vào trong thời gian lâu rất là thoải mái. Bên cạnh đấy, S5 thì có một cái lợi thế mà hơn so với M8 như Z2 là nó có thể bóc được nắp lưng để thay pin. Cái điểm này thì tùy mỗi người sẽ cảm thấy thích hay không thích, tại vì nguyên khối trông này chắc chắn và cũng như là sang trọng hơn. Bên cạnh đó thì S5 sử dụng cái gioăng cao su để mà bảo vệ cái phần chống nước. Không biết là khi mà tương lai máy này sử dụng mà bị nóng quá hay là về lâu dài, liệu gioăng cao su này có bị lỏng ra hay là có ảnh hưởng đến khả năng chống nước của máy hay không. Galaxy S5 thì các bạn thấy là nếu mà các bạn cầm bình thường sẽ không sao, nhưng nếu các bạn đặt cạnh những siêu phẩm mà có thiết kế bằng nhôm kính như kiểu là Z2 hoặc là chiếc HTC M8 thì rõ ràng là nó không đạt được một sự sang trọng cũng như là sự ấn tượng như là cái sản phẩm đến từ Sony. Về sản phẩm Sony thì cái điều ấn tượng đầu tiên của mình đối với chiếc Z2 này là về màu sắc. Mặc dù phiên bản mình đang có màu đen, nhưng thực chất là cái viền của máy lại có màu tím than. Khi các bạn nghiêng ra sáng thì màu này sẽ bị thay đổi và khiến cho nó rất là đẹp và tạo ra cái ấn tượng với người dùng khi chúng ta sử dụng lâu dài. Bên cạnh đấy thì thiết bị Xperia Z2 rõ ràng là với thiết kế nguyên khối, cầm trong tay nó đã hơn rất là nhiều so với Galaxy S5. Tùy thuộc vào cái kích thước tay của bạn nữa, nếu mà bạn nào tay bé thì cầm Z2 sẽ không thực sự thoải mái lắm, tại vì góc này của nó thì mặc dù được bo, nó vẫn là dựa trên một cái khung hình chữ nhật của chúng ta. Xperia Z2 thêm một điểm mạnh trong thiết kế là cái khung này là bằng nhôm nguyên khối và nó làm tỉ mỉ từng cái chi tiết một, tuyệt vời hơn nhiều. Đặc biệt là khung nhôm này về lâu dài nó không sợ bị tróc ra giống như là cái viền nhựa của chiếc Galaxy S5. Tuy nhiên Z2 có điểm yếu là do những cái cổng này của nó là được đóng ra đóng vào bằng một cái phần bảo vệ bằng cũng gioăng cao su chống nước giống như S5. Các bạn có nói là Xperia Z2 thì có sạc nam châm lo gì, nhưng mà câu hỏi đặt ra cho các bạn là thế mà khi các bạn cắm cáp vào máy tính để cóp dữ liệu thì các bạn định làm như nào, định cắm qua cái cổng nam châm này chắc? Thì cái cổng micro USB hay là cổng khay cắm thẻ nhớ chúng ta đều phải đóng ra đóng vào nếu các bạn cần cóp dữ liệu, và nó sẽ biến ảnh hưởng đến cái độ lâu dài. Và cả Galaxy S5 cũng tương tự như vậy, khi mà cũng có một cái cổng micro USB cần phải bảo vệ chống nước. Nhìn chung là hai sản phẩm này như vậy là tùy theo cái sự đánh giá của mỗi người về sắc đẹp mà lựa chọn, còn về sự tiện lợi thì Galaxy S5 chúng ta sẽ có một cái ưu tiên tốt hơn nhờ làm bằng nhựa và bo tròn nhiều hơn.